Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, hôm nay là ngày 27 tháng 2 2024 dương lịch. Cơ sở em vừa hoàn thiện xong phần mộc thô một bộ sản phẩm sofa Zito mẫu chân đùi gà, được làm từ chất liệu gỗ hương đá và làm theo tiêu chuẩn của lối hàng vip nhất thị trường hiện nay. Bộ sản phẩm này đang làm bao gồm là có 5 món: một chiếc văng dài và chiều dài là 2m80, chiều sâu là 80 và chiều cao là 75. Một chiếc văng ngắn với kích thước là 2m, sâu 80, chiều cao là 75. Kẹp giữa chiếc văng sẽ là một chiếc đôn góc vuông 60 trên mặt, phủ bì sẽ rơi vào 78 nhân là 60. Chính giữa đây đang là một chiếc bàn to 80 nhân 1m60 trên mặt, còn phủ bì sẽ rơi vào 83 nhân 1m80. Và món sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn ngồi 1m3 nhân 60. Hàng của em thì cam kết với các bác là có thể đến trực tiếp cơ sở hay không, đang ở trong Nam, sinh sống và công tác ở bên nước ngoài, cam kết với các bác là 100% chất liệu gỗ trần xì lỗi, không pha tạp các bác nhé. Đấy, và hàng cơ sở bên em đang để nguyên thô, nguyên mộc. Các bác có thể xem này, gỗ thì được cơ sở bên em chọn lọc rất chi đều màu và cũng như là sẽ lựa vân cho các bác. Đấy, lối hàng đùi gà này của em khác biệt với hàng chị chưa? Đây, đầu tiên các bác có thể tiến vào phần đùi gà cho em. Đùi gà này, bản rộng là 16 phân không nhá. Bản rộng là 16 phân và độ dày là 9 phân. Đấy, cực kỳ to, nó cong, nó dẻo các bác ạ. Và tiếp đến là phần xà ngang này, bản rộng là 8 phân, bản rộng là 8 phân và độ dày là 4 phân. Đấy, hay cả phần cánh gà này cũng được làm là dày 4 phân và bò mái chai hai đầu này. Đấy, bò mái chai hai đầu này cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn và được bò cong này, các bác nhìn này. Đấy, với phần cánh gà khi mà làm mộng khung xương toàn bộ là dày 4 phân hết này, thì bao tét cho bác người 70-80 cân nhảy lên vô tư không vấn đề gì. Đấy, bò cong này nó dẻo đẹp luôn, hàng tuyển chọn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhà mình ạ. Và phần đây, phần cánh gà xuống này, bên em làm thêm một lượt chỉ này, cực kỳ to dày luôn. Đấy, hay là phần ngăn kéo này, được cơ sở bên em đang làm là ngăn kéo dây gỗ và làm mộng các nhá, làm mộng đầy đủ hết. Đấy, hàng rất chi đẹp luôn, khác biệt với lối hàng thị trường. Và về phần độ dày, toàn bộ khung tranh mặt của em làm là dày 4, ván mặt là dày 2, toàn bộ mặt bàn, mặt ghế, mặt đôn, đấy, toàn bộ là dày 2 phân và hoàn toàn là ván liền tấm các nhá. Ván liền tấm 100% và được lựa vân. Đây, các bác có xem này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hay từ các phần ô tác ngăn kéo này, mẫu này thì em đang làm soi long khung toàn bộ đây, hay là cả bàn các bác nhá, soi long khung hết. Đấy, và chiều cao từ chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân. Và khi các bác kê thêm đệm ra 12 phân lên rơi vào 42 phân. Cao lên đỉnh tựa này là 75. Khung xương này cũng được đo quanh là dày 4 phân hết. Đấy, mộng chéo. Và ván tựa là dày 1 phân rưỡi. Và hàng được cơ sở bên em là soi long khung, đầy đủ bịt kín cả hai mặt đó nhá, bịt kín cả hai mặt. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đây, ngăn kéo này thì đang làm là dây gỗ và làm mộng nhá. Làm dây gỗ nó sẽ bền đẹp. Đây, cánh gà dày 4 phân, bò hai đầu này, bò cong này, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đấy, và không chỉ vậy, với chiều cao là 75, khi các bác ngồi ấy, để tì tê lên thì vô cùng thoải mái. Bởi vì cơ sở em làm với chiều cao là cao 30. Cao 30, hàng trên trường chỉ cao từ 18 đến 20 thôi. Đây, cơ sở em đang làm cao 30. Và khung xương bao quanh này cũng đều là dày 4 phân hết. Đấy, dày 4 các bác nhá. Đấy, với chiều cao cực kỳ là lý tưởng luôn, rất là đẹp các bác nhà mình ạ. Đấy, gỗ đều tuyển chọn. Và bộ sản phẩm này của em khi trải qua những lớp lót, lớp mò, lớp bóng còn nổi vân nữa, hay là chiếc đôn ngồi thôi. Đấy, đôn ngồi rất là đẹp luôn các bác ạ. Đôn ngồi này thì em đang thiết kế là sẽ có thêm một chiếc cánh gà. Và nếu như các bác nào không thích cánh gà thì có thể yêu cầu cơ sở em bỏ cánh gà cũng được các bác nhá. Đấy, ngăn kéo đầy đủ này, làm mộng này, dây gỗ. Đấy, và các bác mua hàng cơ sở bên em là sẽ tặng kèm cho bác là kính bàn, kính đôn. Đây, bàn này, ván liền tấm dày là 2 phân các nhá. Ván liền tấm dày là 2 phân và được soi long khung toàn bộ này, soi long khung hết. Đấy, và ngăn kéo này em đang làm là hai chiếc ngăn kéo hai bên cho bác sử dụng. Đấy, cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, đây, đôn góc đây cũng được cơ sở bên em làm là chân đùi gà hết các nhá, chân đùi gà, kính bàn, kính đôn đầy đủ cho bác. Đấy, bộ sản phẩm đẹp vip khác biệt thị trường. Đấy, đấy, cánh gà nó cong, nó dẻo đẹp luôn các bác nhà mình ạ. Đấy, thì
để sở hữu một bộ sofa Zito mẫu chân đùi gà được làm từ chất liệu gỗ hương đá, lối hàng VIP khác biệt thị trường nghe. Thì mức giá các bác bỏ ra thời điểm hiện tại là 48 triệu đồng các nhá. 48 triệu đồng. Giá đã bao gồm hoàn thiện sơn BU đầy đủ xong xuôi, tặng kèm kính bàn kính đôn và cả một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân. 48 triệu. Và cơ sở bên em thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho các bác. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm đẹp VIP nè, alo em qua số này 058 474 43 hoặc kết nối Zalo. Và địa chỉ xưởng của em ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các nhá. Và video clip của em đến đây rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.